Xin chào tất cả các bạn nhé. Hiện tại Trung Bonsai đang có mặt tại Cầm Thủy. Mình đang ở nhà anh Trung, một trong những người rất yêu cây cảnh. Đi theo Trung Bonsai thì cũng có bonsai chính hiệu nhé. Mình sẽ sơn được một số tác phẩm ở trong vườn anh Trung để gửi tới tất cả anh em yêu mến cây cảnh. Đây, qua một vòng để anh em chiêm ngưỡng những tác phẩm. Chào anh nhé, bọn em ở trên Nga Sơn, này cũng có dịp xuống, anh chắc anh Trung nhỉ? Đúng rồi. Vâng, vâng. Hiệu này cũng có ý đồ gì đây? Đây, đi theo chúng tôi thì có bonsai chính hiệu nhé. Thì đi qua một số tác phẩm vườn anh Trung này, thì mình cũng sẽ nhờ anh Trung giới thiệu một số tác phẩm để gửi tới tất cả anh em yêu mến cây cảnh nhá. Vì là sắp tới này là có triển lãm cây cảnh Thanh Hóa rồi, 990 năm danh xưng Thanh Hóa thì có triển lãm rất là to. Bạn mua về để chơi chơi thì cũng chẳng sao cả. Cái đấy là xanh Năm Điền, xanh ấy nhỉ anh nhỉ? Cái nào? Cái này này, nhỏ nhỏ này. Cái này là Năm Điền. À, cái này bây giờ anh bán bao nhiêu để có một chút kỷ niệm của... Đây, cây mà nói mình mới mua mà. Mua à, để chơi. Anh mua bao nhiêu tác phẩm đó? Mua có triệu. Anh Trung ơi, cái khế này anh mua lâu chưa nhỉ? Cái này mình mua phải đến 17 18 năm rồi đó. 17 18 năm nhé. Một tác phẩm khế chua như thế này thì anh em chiêm ngưỡng. Cái này đi festival Thanh Hóa một lần nào. Đó. Đợt đi cây 2014 này. Đưa đi thì đâu 2007 hay là mấy? À rồi. Cái này đã anh Trung vừa đính chính này là đã đưa đi triển lãm festival nhá, xin về cảnh Thanh Hóa nhỉ. Cũng được một số anh em trong giới chơi cây cảnh đánh giá rất cao. Một trong những cây cốt và cái dáng cây rất là đẹp. Anh Trung ơi, cây mình có cũng giao lưu như nhỉ? Như anh đến em hỏi thì cây khế này nếu mà bình thường mà anh em mình giao lưu cũng như người bên ngoài người ta có ý giao lưu thì anh để lại cây này bao nhiêu nhỉ? Cây này á? Vâng, anh cứ báo giá cho anh em bên ngoài. Cây này nói thật sự là nói ý đồ của mình là cây này là mình chưa bán. Vâng, vâng. Chưa có ý tưởng đấy đâu. Vâng. Thực ra là cũng có rất nhiều anh em người ta quan tâm đến cái chẳng hạn người ta thấy hợp người ta về đó. Cây vàng ở đây này. Vâng. Anh Trung đọc số điện thoại nhỉ? Có gì? Mình là số 0977 0977 222 222 928 928 nhá. Anh Trung Cẩm Ngọc Cẩm Thủy Nam Định à quên Thanh Hóa nhá. Mình mới quay Nam Định nên ở Thanh Hóa nha anh em nhá. Anh em cứ về trực tiếp liên lạc. Còn rất nhiều. Đi theo Trung Bonsai cũng có hội trưởng hội sinh vật cảnh của chi hội xóm 6 chúng tôi nhá. Ông Vũ Sóng Hồng nhá. Anh nhá, chào tất cả anh em. Một số tác phẩm này, cây si đẹp quá. Nói chung là thời tiết này rất là nắng nóng oi nhưng mà một số anh em là không quản là mũ nón là vẫn đang ra chiêm ngưỡng cây, đặc biệt là có cây công trình Tân Phạm mà đây cũng đi theo chúng tôi. Chào anh em. Đâu không cảnh là Tân đây. Cái này không phải là công trình đâu nhá. Cái rồi. Thành nhập đấy. Một cây trực cổ anh em ạ. Đó. Để chúng tôi đi ra anh bên ngoài nhé. Đó. Chiêm ngưỡng toàn thể vườn cây của anh Trung Cẩm Ngọc Cẩm Thủy Nam Định à Thanh Hóa đây, cứ Nam Định thôi, Thanh Hóa nha anh em nhé. Quen rồi. Đến nha anh em nhá, vừa có cái báo giá một cái mẫu đơn vàng. Đó. Thân nứt vẩy ra cá sấu nhá. Dòng thân bạc là dòng rất quý này. Này anh vừa báo giá, anh Trung báo giá là 8 triệu. Anh em nào xem và tham khảo giá xem là có hợp với mình không nhá. Bên cạnh cũng là một cụm mẫu đơn ta này. Dòng mẫu đơn cũng rất là hot.
thì hai sếp đang nghiên cứu rồi. Cái cây này thì bao nhiêu tiền anh ơi? Cái cụm này. Cây này rẻ mà, 3 triệu. À. 3 triệu này. Ừ, xích một. Ô thì cắt bớt đi, còn một. Ừ, cái gì? Mà chia có mà chết. Cắt tiền. Cắt tiền. Chia là mất bạc đấy. Mất bạc. Rồi món hoa không thuộc bạc. Nó chỉ chơi cây vậy thôi. Cái này như kiểu cây chộp ấy nhỉ? Đúng rồi. Nó là gừa. Đúng là cây gừa. Con nơi họ gọi cây túc đi đúng không? Không, gừa, gừa khác. Cây túc khác. À. Con sộp đấy. 3 triệu nhá. Anh em này nhá. Liên lạc trực tiếp với anh Trung nhá. Đúng rồi, túc nào lá nó đỏ lắm. Nam Điền ôm chậu. Ôm chậu cổ. Đây cái vỏ lon bia đây này. Để review kín lại tác phẩm này cho anh em xem nhé. Cây quá là già luôn. Nắng quá. Đó. À, nắng to quá. Các anh cũng đang đi ngó cây. Không biết là như thế nào nhé. Có cuộc giao dịch nào không thì tôi cũng cứ ghi hình để ăn trước đó là có tiến sự rồi. Chả nhẹ nói đúng là cái cây nào mua cao thì mình nói cao, cây này thì mình giá nó không có gì cả, bình thường đấy. Nói ra bán tôi bớt em 1 triệu nhá. Anh em nhá, đã tác phẩm này đã xong nhá. Đây rồi, hai anh đông đây chỗ tác phẩm đấy nhỉ. Em ghi lại một chút hình ảnh nhỉ. Thích là quan. Anh Trung ơi, anh ra đi, anh ra đi. Ra một tí nào nha. Bóc ra rồi lấy cái thuộc cho cắt cho nó gọn hết lại. Đến đây này. Thế nhá anh em, chúng tôi trong hội cái cảnh xóm 6 cũng vừa giao dịch tiếp một tác phẩm nhá ở Cẩm. Đừng có bước vào đây. 30 nó sạt đéo mình cưa em. Đây đúng đây có ô tô em đỗ mà em may phúc nhá. Tí lên trên đi là Cẩm Ngọc. Cẩm Ngọc quên rồi, quên đừng. Uống rượu nhiều quá anh em ơi, uống rượu nhiều quá mà quên nhá. Đây là Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy Thanh Hóa nhá. Thì tác phẩm này tác phẩm này đã xong rồi. Mà em không nhìn thấy cô đấy, em nhích đi. Lúc xuống giật mình. Cột kèo anh ơi, tác phẩm cột kèo đó anh Tuấn. Tác phẩm này thì nói chung tác phẩm dần tiếp thôi. Thôi, không có ông nào hết nhá. Nó được biến như tôm là cái chính xác hết ạ. Đúng không ạ? Bây giờ là đã thuộc về anh Tuấn xóm 6 Nga Niên Nga Sơn rồi, không còn thuộc anh Trung nữa nhá. Đây là anh Trung đang hỗ trợ anh Tuấn tháo những cái ấy ra thôi. Còn anh Cảnh quét sao Cảnh, quét đừng có quét hết nấm mốc nó đi thì coi như là hết. Mất hết tiền. Mình thì ghép để chơi. Vâng. Ghép tiền mà cái này về cũng phải ghép mà. Cái này về cũng phải ghép. Lá này chơi không chẳng. Không nằm cái này. Thế về em cho thấp xuống bé xuống. Đúng rồi, cái này chúng tôi cho nhỏ này thôi. Theo hội ý anh em nhá. Thôi thì lại rồi, từ từ. Rồi, cứ cắt đi, anh cứ cắt đi. Anh cứ cắt mạn tay này, cắt hành dưới đi cho tôi cũng được. Rồi, chị Lâm thấy ạ. Rồi, tiếp tục đi. Đây nhá. Đây vẫn mót suối mà chưa thấy cái dưới nào nó vừa miếng. Ôi, ông đây ạ, đừng cua vào ông. Đừng cua vào ông ơi. Nào mà nói chứ chúng tôi đang đứng đây này. Thấp xuống nữa đi.
Về hành tinh nữa. Cắt về để kiếm bữa tối đi chứ. Bò nói đi. Cổ nói bố ạ. Bố đây với ông. Cổ nói. Đảng nói một đảng sang hiểu ông này. Cố gì để bữa tối mình chỉnh ra được. Cảnh. Rồi giao dịch vậy cho nó nhanh nó khi thế rồi mà cứ cây của người Pháp mua về cách anh vậy đấy nhưng mà cây cây cũng rờ mà làm sao được khổ lắm tay chơi vậy đấy anh em nhá chúng tôi mua cây thì không phải là vì anh Trung ạ bọn em đây là thôi thì bỏ cho nó gọn xe thôi vẫn không biết là cái ý tưởng của anh rồi nhưng mà thôi thì anh cũng thông cảm vậy bọn em xe to quá cũng không mình thì mình thích phá thì mình làm cái chân đệm nó hơi đẹp á cắt luôn mấy cành rau rau ghê cho khỏi vướng kéo anh cắt hết đi anh ơi anh cứ để cưa kéo đấy đi, cứ để cưa kéo đấy đi. Chúng em sử dụng một tí nữa nhá. Anh em à, anh cảnh nhặt hết cỏ bên đấy đi. Kéo này không cắt được anh ạ. Có kéo móng không không? Kéo cứng đấy. Cắt răm thôi. Cái này cắt răm. Cắt răm thôi. Tôi riêng lấy cưa này mà cắt tạm thôi. Đây này, những cái rễ này. Anh cứ lấy cưa anh cắt đi. Cắt cưa là cắt đây để bốc đây mình. Còn mấy ông rễ đang cắm đất này. Cuộc giao dịch rất là nhanh nhá. Anh Trung rất ưu ái cho em chúng tôi là đưa tác phẩm về Nga Sơn chăm sóc thì cũng chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi. Hai anh thảo luận một phát là xong ngay. Thì tác phẩm là đã xong rồi. Thì bây giờ là cũng rất may là anh Trung anh còn cưa kéo ở nhà thì chúng tôi cũng đưa về cho nó gọn thôi chứ còn xe là đi hơi nhỏ mà đưa cây này hơi to thì. Không. Cái rẻ mấy cái rẻ dưới ạ. Có cả đá. Có khi phải lấy xe beng nhỉ. Xe beng nó. Lấy cả đá, lấy cả hết ạ. Bê được cả chậu thì bê luôn chậu. Không. Chậu không bỏ vào được. Xong rồi các cái rễ nhỏ thì anh ấy kéo bấm. Nói chung là ý tưởng cái đây mà ghé cũng không cần rộng đâu. Vâng, cái này có gì cũng vẫn được thu lại. Thu lại gì. Đóng vào chậu vuông thì lại cần là cái chiều này. Vâng. Đúng không? Nó đóng chiều vuông thì bởi vì bây giờ mà tháo là phải cũng mất công lắm. Nhá. Mua cây và thực hiện ngay tại trận nha các bạn nhé. Mới cứng mà, được bác chắc bác sự mới mang vào đây mà. Dăm hết. Đấy, 150, 150, nhưng mà mua một mớ cái cánh cánh được chứ. Anh em 4 này nhà mua là 8 cái. Trừ cho tính cho tao một cái. Chúng tôi mua cây của nhà anh Trung thì cũng thực hiện luôn là tác phẩm nhá. Phải cũng rỡ luôn đá này. Thì về là chắc chắn là anh Tuấn anh sẽ chỉnh sửa lại thôi. Đây gọi là đập đá đây. Đá nhưng mà không được ngáo. Có khả năng nhiều bằng cả tính đá. Cũng không là gì đến. Bố ngày trước nó cũng nhìn người xong xuống 500 đấy độ có đến không? 500 thành viên á. Nó cũng khả năng đấy, nó cũng nằm trong khoảng đó đấy. 500 thành viên thì cả cái tỉnh Thanh Hóa mày cũng 500 thôi. Đâu cả tỉnh nhiều. Cái huyện Cẩm Thủy đây này, tôi đi họ các nơi chỉ có được vài chục 10 15 20 trường hợp một thôi. Cẩm Thủy đây có 18 thành viên đây này. Viên xã Nga Liên cũng có 70 thành viên. Đó. Đó là một xã đó. Một đây, đây xã Cẩm Ngọc đây được tôi với ông này. Tôi với ông Thủy đây. Trước năm anh em nhưng mà tôi ở đây chơi đóng quỷ cái chơi rất nhiều á. Ở kia bỏi đó. Còn chủ yếu trên phố 18 thành viên này trong đó là cái hệ kinh doanh nhiều chứ còn năm nay mật nhãn là không có anh nhỉ không có mà nhà mật nhãn năm nay thì chịu rồi cả miền Bắc mất mùa nhãn hưng yên mà đang cần khóc rồi thì mật nhãn đi kéo hình cắt lôi mặt này ra mình mới lên đúng rồi là nghiêng một phát là bắt đầu tháo khớp nhớ là cái cắt cái rồi này mẹ này nghiêng cây xuống đất đây này đấy. Cái này nó này đưa cưa đây ta khiêng mẹ ra cho chung đây là nghiêng không đơn giản đâu đó bây giờ khiêng tập trung cả mấy người bốn người khiêng và bốn người khiêng vào đây này bốn người không khiêng được đâu nặng đó bốn người khiêng chậu này khiêng sao anh đừng có đùa cái không bốn người phải chi nhiều tiền. Em bây giờ đây nó chui qua lỗ ấy, đục sát vào thì mới bảy được. Đấy, lên đấy. Lên, bắt được không? Để cái đầu nữa.
mình cũng xin dừng video ở đây để hỗ trợ các anh nhá, một tí nhá. Hẹn các anh em video tiếp theo, chúng tôi sẽ đến một vườn nữa rất là đẹp. Anh em nhớ đăng ký kênh và ấn nút chuông để nhận video sớm nhất nhá. Đó. Đây này. Ơi, anh Tân ơi. Anh Tân. Nào. Em cắt rồi, đây này. Để nó đây bà. Răng này mắc nhỉ. Có cái đòn không anh ơi? Có. Quá là công phu. Được rồi, nút đi. Cho 27. Nào. Ái chà. Có đổ đây này. Được đây một tờ đây. Không được. Mắc à? Nó mắc cả dưới. Túm vào bê chậu đi, bê cả chậu không nhỉ? Bà lấy cái búa đập đi. Kiếm búa đi anh ơi. Kiếm búa thì kể cả rỡ một vài. Đập đi. Búa đâu? Ra đây vất phát ra hết. Búa đỉnh đi. Khiên cả chậu ấy. Đã bảo đéo khiêng thì giờ cái địa này này bê ong đi à, khiêng à? Ô trời ơi, cây đục của tôi này. Vừa mua xong này. Đưa mà đưa đục cái gì thì có con chim nó đớp. Phải nhỉ? Cảm thấy đục à? Đâu cái gì lúc em đục đây em phải giữ mà em có dám đục vào đá đâu. Tôi chưa có cắt kéo thôi mà, tôi có tính đọc cái đục đâu. Mua luôn. Tôi bảo tôi nhất thì hai người khiêng với bốn người vào góc đây là khiêng lên đây là dáng lại xong. Thật, hai người khiêng vai với bốn người ra đây mày. Đấy, đá rỡ được rồi đấy. Đấy, đá tần rỡ đấy, rỡ ra cái cây ra nơi này. Còn rẽ đây rồi, cái đấy con người què đó. Búa này này. Tần này. Cưa cảnh. Mỗi đây chứ mà. Cái chốt thả mỗi đây chứ mà. Rồi. Rồi. Khiếc khiếc khiếc. Bám tay vào anh cải á. Bám vào này ra. Ông Hồng ơi. Thôi. Một viên này. Khiếc khiếc khiếc. Ông Hồng đâu? Ra đây cầm máy là tôi đấy chứ. Đấy ra mà. Từ nãy giờ toàn đấy. Mỗi cái đấy thôi. Rồi. Đi. Bám cái kia đi. Ông nào bám cái kia đi. Từ từ, kéo được nhỉ? Kéo. Kéo được đây. Thôi thì cắt bớt đi đã, cắt bớt đá này dính tảng này. Phải cho nó cắt nó rụng thôi. Đập là gì? Có mà đập từ đầu nó nhàn hơn không? Đấy. Lại cứ tiếc cái chậu. Tôi có tiếc đâu, tôi bảo là không thì khiêng cả chậu. Phải, nhưng mà nếu mà nói vừa nãy cảm thấy khó đập mẹ từ đầu sướng hơn à. Thôi ra ra đồ được chưa? Coi vô bọn ông à. Ông cứ đứng đi ông nói gì sao? Đứng mà giữ vào, đứng gần mà giữ. Thôi đứng đây, đứng đây cho rơi xuống. Đi, ông bấm đi. Bấm đỡ đông cầm cái gì. Bỏ. Anh khác là sao? Ông là nguy hiểm luôn đấy. Đi ra ngoài thế thôi, đi ra ngoài đi. Trông luôn đi. Đó, không có đường trước đồng ngang cũng nguy hiểm. Nữa đi. Này anh mấy anh em ơi, cho đi xuống đừng con đổ đứng đây thôi các. Vứt luôn. Cái chúng tôi rỡ tại trận hòn đá này nhá anh em nhá. Thì anh em cố gắng đón xem hồi sau của cái tác phẩm. Sau khi giao dịch xong thì chúng tôi sẽ phá đá ra. Có gì hay không nhá. Thì anh Tuấn đang thực hiện phương pháp phá đá. Đi xe bèn. Không xe bèn. Duy này có phải nhàn không? Anh cứ dùng cưa làm đấy. Gì? Cắt vô kia, cắt dễ đi. Bằng hết cả cưa em. Nhưng mà cái cưa đấy anh vẫn phải để đây để chúng tôi còn thực hiện một số chi tiết nữa. Đây này làm như bác này. Trung đã đưa tác phẩm này vào đá lâu chưa ạ? Cây này á, cũng lâu nhất ở cái vườn đi. Đấy nhá, rất là lâu rồi nhưng mà hôm nay chúng tôi nên cầm thủy, cầm ngọc thì chúng tôi lại vào. Này anh em nhìn đã biết rồi mà. Anh Thủy anh ấy gắn đá vào cây, ông này lại tháo đá ra cây. Hai ông đi ngược dòng đây này. Đâu bây giờ là gắn đá vào cây. Để cái này này cảnh ơi. Đâu. Cái này. Đây nghiêng kia sang kia. Đã xong nhá anh em nhá. Mọi thông tin mà sau khi chúng tôi đưa về chúng tôi sẽ hoàn chỉnh tác phẩm này một ngày sớm nhất thì cũng sẽ gửi tới anh em nhá. Rất mong anh em
đón xem và đừng quên ấn nút đăng ký để xem quá trình anh em chúng tôi dựng lại tác phẩm này nhé. Xin thân ái chào tạm biệt, hẹn anh em video tiếp theo. Và anh em nhớ ấn nút chuông bên dưới để nhận video cũng như nút đăng ký nhé, sớm nhất mà kênh Trung Bonsai quay gửi tới tất cả anh em. Xin thân ái chào tạm biệt.